Bản tin tổng hợp ngày 10 tháng 4 Nga và Kazakhstan di tản hơn 100.000 người vì trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 7 thập niên. Ngoại trưởng Nga đến Bắc Kinh chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. Quan chức cấp cao EU nói phương Tây đã không cung cấp hệ thống phòng không mà Ukraine cần. Tướng Mỹ cảnh báo xung đột trong không gian không còn là lý thuyết. Iran lại đe dọa Israel, cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz ông tập cận bình kêu gọi việt nam sử dụng trí tuệ chính trị chuyên gia phân tích 18 chỉ huy quân đội bị israel sát hại iran còn có thể nhẫn nại được không nguyễn tươi xin kính chào quý vị kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp ngày 10 tháng 4 của dkn Kính thưa quý vị, giới chức Nga và Kazakhstan đã phát lệnh di tản hơn 100.000 người ở các khu vực ven sông Ural và Tobol vì lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 7 thập niên. Băng tan đã khiến nước sông dâng cao ở nhiều khu vực dân cư tại dãy núi Ural, Siberia thuộc Nga và Kazakhstan, đặc biệt là những vùng ven sông Uran và Tobol. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 9 tháng 4 đã bình luận, tình hình tại các tỉnh Kurgan và Tiumen của Nga trong những ngày tới sẽ vô cùng khó khăn khi còn một lượng lớn nước băng tan đổ về các con sông. Ông cho biết, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho tỉnh trưởng Tuyman và Kurgan chuẩn bị cho kịch bản nước dâng cao. Ông Peskov nói thêm, Tổng thống Putin hiện không có kế hoạch đến thăm các vùng bị lũ lụt. Tin tiếp theo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 4. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và lãnh đạo Tập Cận Bình ngày 9 tháng 4, ông kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Theo hãng thông tấn vệ tinh Nga, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Lavrov rằng Trung Quốc hy vọng Tổng thống Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào năm 2024. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga chỉ ra rằng ông Tập Cận Bình hoan nghênh việc ông Lavrov đến Bắc Kinh. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị toàn diện cho chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Tổng thống Putin tới Trung Quốc vào năm 2024. Khi được hỏi liệu ông Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 5 hay không, thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã nói rằng các cuộc liên lạc giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình đang được lên kế hoạch và các cuộc tiếp xúc này là phù hợp và cần thiết, nhưng còn quá sớm để ấn định ngày cụ thể. Chuyển đến một diễn biến khác Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, đã cho biết vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4 rằng các nước phương Tây ủng hộ Kyiv không cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không mà nước này đang rất cần để bảo vệ mình khỏi các cuộc banh tạc của Nga. Ông Borrell đã cho biết, Kyiv đang yêu cầu các đồng minh gửi khẩn cấp 7 hệ thống hỏa tiễn Patriot để giúp chống lại các cuộc tấn công của Moscow. Ông nói, không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi không thể cung cấp cho họ vì quân đội phương Tây có khoảng 100 khẩu đội Patriot, và chúng tôi vẫn không thể cung cấp được 7 khẩu đội mà họ đang yêu cầu một cách tuyệt vọng. Các nước NATO vào tuần trước đã hứa với Kyiv rằng họ sẽ xem xét kho dự trữ của mình để mua thêm hệ thống phòng không sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đưa ra lời kêu gọi cung cấp Patriot. Ông Borrell cho biết, ông sẽ một lần nữa thúc ép các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Liên minh châu Âu đưa ra thêm hệ thống phòng không cho Kyiv khi họ gặp nhau ở Luxembourg vào cuối tháng này. Hiện các lực lượng của Ukraine đang cố gắng kiềm chân Nga trên dọc chiến tuyến ở miền Đông và miền Nam, trong bối cảnh gói viện trợ trị giá hàng chục tỷ đô từ Mỹ vẫn chưa thể thông qua. Tổng thống Zelensky gần đây liên tục nhấn mạnh Ukraine sẽ thua nếu như Quốc hội Mỹ không phê duyệt gói viện trợ và Nga sẽ tiếp tục tấn công các nước khác. Chuyển đến một vấn đề khác. Tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ, đã cho biết vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4 rằng khả năng xảy ra xung đột trong không gian không chỉ còn là lý thuyết. Theo kênh RT, khi phát biểu tại hội nghị chuyên đề không gian lần thứ 39 tại trụ sở chỉ huy ở Colorado Springs, tướng Whiting đã vẽ ra một bức tranh đáng báo động về khả năng không gian của Nga và Trung Quốc. Tướng Whiting chỉ ra Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới tiêu diệt trên Thái Bình Dương để tìm kiếm, sửa chữa, theo dõi và nhắm mục tiêu vào các khả năng quân sự của Mỹ và đồng minh. Ông nói và mô tả những nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Theo lời của vị tướng này, kể từ năm 2018, Nga đã tăng gấp đôi và Trung Quốc thì tăng gấp 3 lần số lượng vệ tinh tình báo, giám sát và trinh sát ISR của họ trên quỹ đạo, đồng thời thử nghiệm và trang bị vũ khí chống vệ tinh. Trong khi đó, Mỹ có kiến trúc không gian tốt nhất thế giới, nhưng các tổ chức quân sự của nước này lại được tối ưu hóa cho một môi trường lành mạnh. Tướng Đình cảnh báo vũ khí không gian của Nga và Trung Quốc gây nguy hiểm cho lối sống hiện đại của chúng ta, cũng như cách chúng ta bảo vệ quốc gia này và chúng ta phải có khả năng ngăn chặn và chống lại những mối đe dọa này khi được yêu cầu đạt được ưu thế về không gian. Tướng Đình mô tả một cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra trong không gian là tàn phá về mặt kinh tế và môi trường, có lẽ trong nhiều thập niên. Và ông cho biết thay vào đó Mỹ mong muốn duy trì mọi thứ ở trạng thái cạnh tranh lâu dài. Washington gần đây đã cáo buộc Moscow có khả năng chống vệ tinh không được tiết lộ, có thể mang tính chất hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tuyên bố của Mỹ là vô căn cứ và là một âm mưu nhằm thao túng các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Đại sứ quán Nga tại Washington cũng cáo buộc Mỹ sử dụng các khẩu hiệu bài Nga để che giấu kế hoạch quân sự hóa không gian của chính họ. Chuyển sang một vấn đề khác. Iran lại đe dọa Israel sau vụ lãnh sự quán ở Syria bị tấn công. Cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz. Tư lệnh Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Ali Reza Tangsiri hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4 đã cho biết sự hiện diện của Israel tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE là mối đe dọa và cảnh báo rằng Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết. Iran đã đe dọa trả đũa vụ mà họ cáo buộc là cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh sự quán nước này ở thủ đô Syria vào ngày 1 tháng 4, khiến 7 sĩ quan vệ binh cách mạng Hồi giáo thiệt mạng, trong đó có hai chỉ huy cấp cao. Hãng thông tấn Isna của Iran hôm thứ Ba dẫn lời tư lệnh Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Ali Reza Tangsiri tuyên bố, chúng tôi không thể bị tấn công mà không đánh trả, nhưng chúng tôi cũng không vội vàng trả đũa. Chúng tôi có thể đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng lại không làm như vậy. Tuy nhiên nếu kẻ thù đến gây rối, chúng tôi sẽ xem lại chính sách của mình. Iran từng đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả căng thẳng với Israel và Mỹ trong quá khứ. Ước tính khoảng 1 phần 5 tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới đi qua eo biển này hàng ngày. Dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa cho thấy trung bình 20,5 triệu thùng dầu thô, khí ngưng tụ và các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày đi qua Hormuz trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023. UAE nằm đối diện bên kia vịnh với Iran đã trở thành quốc gia Ả Rập nổi bật nhất thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel trong 30 năm theo hiệp định do Mỹ làm trung gian vào năm 2020. Mặc dù Abu Dhabi cũng có quan hệ ngoại giao và thương mại bình thường với Tehran. Một quan chức cấp cao nói với tờ The Times of Israel vào tháng 1 rằng mối quan hệ nồng ấm giữa Abu Dhabi và Jerusalem có thể trở nên lạnh nhạt nếu cuộc chiến chống lại Hamas kéo dài. Israel hiện đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng đáp trả nếu như có bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của Đạm Thủy. Trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Ở một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4 đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Israel đang gây ra nạn diệt chủng ở Gaza. Theo tờ Tham sập Israel, trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ về yêu cầu ngân sách mới nhất của Tổng thống Joe Biden, ông Austin đã nói rằng, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nạn diệt chủng đang được tạo ra. Nhận xét này được đưa ra một ngày sau khi đoạn video ghi lại cảnh thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Elizabeth Warren tuyên bố có nhiều bằng chứng cho thấy Israel đã phạm tội diệt chủng được đăng tải trên mạng xã hội. Ông Austin trong phiên điều trần hôm thứ Ba đã từ chối gọi những hành động tàn bạo mà Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 là tội diệt chủng, nhưng gọi chúng là tội ác chiến tranh. Chuyển đến một cập nhật đáng chú ý. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Việt Nam sử dụng trí tuệ chính trị trong việc quản lý các mối quan hệ với Bắc Kinh, giữa lúc hai bên đang tìm cách hóa giải căng thẳng trên biển Đông. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post (SCMP), ông Tập đưa ra lời kêu gọi này vào ngày 8 tháng 4 khi gặp chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, người đang có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 6 ngày. Trước đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết Ông Tập Cận Bình khi gặp ông Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội vừa là đồng chí vừa là anh em và khẳng định cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước đã mở ra một chương mới trong mối quan hệ song phương. Ông Tập được Tân Hoa xã dẫn lời nói rằng trước những thay đổi sâu sắc của trật tự thế giới hiện nay, mối bận tâm chung của Trung Quốc và Việt Nam là bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng như duy trì sự ổn định và phát triển quốc gia. Báo chí Trung Quốc tường thuật rằng, ông Vương Đình Huệ đã khẳng định mối quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và cho biết, Hà Nội luôn nhất quán trong chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ. Báo SCMP nhận xét, Bắc Kinh ưa chuộng thuật ngữ độc lập và tự chủ vì nó thể hiện sự xa cách đối với Mỹ và các đồng minh. Ông Trương Minh Lương, giáo sư chuyên về Đông Nam Á và Biển Đông tại Trường Đại học Tế Nam, Quảng Châu, Trung Quốc, đánh giá chuyến thăm của ông Huệ có mục đích cải thiện quan hệ hai nước đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam vừa nâng cấp mối quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất vào tháng 9 năm 2023, cũng như các căng thẳng diễn ra trên Biển Đông trong thời gian gần đây. Chuyến thăm cũng là một ví dụ về đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam nhằm giữ sự cân bằng mong manh giữa các cường quốc. Báo SCMP dẫn lời nhận định của ông Trương về việc ông Tập khuyên Việt Nam nên khôn ngoan khi quản lý các mối quan hệ. Ông Trương cho rằng đây là một thông điệp rõ ràng gửi tới Hà Nội khi Bắc Kinh lo ngại về việc Việt Nam nâng cao các mối quan hệ với Mỹ, Nhật Bản và Úc. SCMP trích lời ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, nói rằng mối quan hệ giữa hai nước đang tồn tại cả cơ hội lẫn thách thức. Hôm 11 tháng 3, sau khi Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã bày tỏ lo ngại. Ông Carl Taylor, giáo sư danh dự tại trường đại học New South Wales ở Úc, và là chuyên gia về Đông Nam Á đã cho biết bình luận của ông Uông Văn Bân là dấu hiệu cho thấy căng thẳng đã nảy sinh ở biển Đông sau chuyến thăm của ông Tập. Thưa quý vị, tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã đến Hà Nội vào ngày 9 tháng 4, trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của một ngoại trưởng tòa thánh Vatican kể từ sau năm 1975. Truyền thông trong nước cho biết, chuyến thăm của ông kéo dài 6 ngày cho đến ngày 14 tháng 4 với các điểm dừng chân ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh để chủ trì thánh lễ tại các nhà thờ chính tòa ở các thành phố này. Tại Hà Nội, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã hội kiến với Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào chiều ngày 9 tháng 4. Sau ông Sơn, hôm nay ngày 10 tháng 4, dự kiến ông Gallagher sẽ đến gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đến chào các lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng như Ban Tôn giáo Chính phủ. Hiện chưa rõ chuyến đi của ông Gallagher có phải là bước dọn đường cho chuyến thăm sắp tới của Giáo hoàng Francis đến Việt Nam hay không. Vào cuối năm ngoái, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi đó đã đưa ra lời mời Giáo hoàng Francis đến thăm Việt Nam. Tiếp tục đến với một góc nhìn và bình luận. Thưa quý vị, cách đây vài ngày, Israel đã làm một việc khiến cả thế giới chấn động. Điều động máy bay chiến đấu F35 giữa ban ngày, bắn 6 tên lửa và cho nổ tòa nhà phụ của đại sứ quán Iran ở Damascus, hay Damas, thủ đô của Syria. Vụ tấn công đã khiến 11 người thiệt mạng, chỉ huy cấp cao của vệ binh cách mạng Iran chết ngay tại chỗ. Chuyên mục bình luận các vấn đề thời sự quốc tế bằng tiếng Hoa có tên Lão Ngư bình luận đã có nhận định về việc lực lượng này đã mất quá nhiều tướng lĩnh, liệu có thể chịu nổi bao lâu và rằng sau bao lần bị Israel gây thiệt hại nặng nề, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chỉ đe dọa bằng lời nói mà chưa một lần có thể trả thù thực sự. Sau đây là những nội dung chính trong bài bình của Lão Ngư bình luận. Iran nói rằng một số nhà ngoại giao phục vụ lâu năm đã thiệt mạng cùng với chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi và cấp phó của ông tướng Haji Rahimi. Chuẩn tướng Zahedi, tư lệnh hiện tại của Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, được mệnh danh là Qasem Soleimani thứ hai. Không rõ năng lực quân sự của vị tướng này có thể so sánh được với Soleimani hay không, nhưng rõ ràng là ông ấy đã chết trong trận chiến theo cách tương tự như Soleimani. Theo Israel, tướng Zahedi là người trực tiếp lên kế hoạch cho vụ tấn công khủng bố của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, nên phải bị tiêu diệt. Những người quan tâm đến tình hình quốc tế có thể đã nhận thấy rằng đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên do Israel tiến hành nhằm vào các sĩ quan Iran, cũng không phải là lần thứ hai mà trước đó đã có nhiều lần rồi. Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ vụ tấn công khủng bố của Hamas vào năm ngoái, 18 tướng lĩnh cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã trở thành mục tiêu hành quyết của Israel. Con số này chỉ ít hơn một chút so với số binh sĩ thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, nên tướng lĩnh Iran đã trở thành một nghề có rủi ro cao. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là vì có quá nhiều tướng lĩnh cấp cao bị Israel sát hại, liệu Iran còn có thể chịu đựng được điều này? Liệu sẽ có một cuộc trả thù khốc liệt hay không? Trên thực tế, bắt đầu từ cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, các nhà lãnh đạo kế nhiệm của Iran thường nói trong các bài phát biểu rằng họ sẽ quét sạch Israel khỏi bề mặt trái đất, nhưng trong hoạt động thực tế, Iran không có ý định trực tiếp phát động các hoạt động quân sự chống lại Israel. Sau vụ đánh bom đại sứ quán Iran, Israel ngay lập tức tuyên bố đóng cửa một số đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài. Di tản nhân viên ở một số thành phố biên giới và một số bệnh viện cũng bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm ngăn chặn Iran tiến hành các hoạt động quân sự, trả thù. Ngày 2 tháng 4, một ngày sau vụ tập kích, ban lãnh đạo của Iran đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận biện pháp đáp trả và đã đi đến quyết định. Nội dung cuộc họp được giữ bí mật. Song Tổng thống Ebrahim Raisi, người chủ trì cuộc họp, đã cho biết Iran sẽ trả đũa vào thời điểm nhất định. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề nhà nước ở Iran, cũng thề trả thù. Chúng tôi sẽ khiến họ hối hận về tội ác và những hành động tương tự. Nhưng sự thật nhiều lần đã cho thấy Israel chỉ lo nghĩ nhiều và Iran chỉ đe dọa xuông. Mặc dù có thêm 11 sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong vụ đánh bom và 18 tướng lĩnh khác thiệt mạng trong vài tháng, nhưng Iran vẫn duy trì sự kiềm chế một cách đáng ngạc nhiên trong việc đối phó với hoạt động của Israel vốn đang đè nặng lên chính họ. Sau thảm kịch, Iran chỉ làm được hai việc, một là tổ chức tang lễ hoành tráng cho những người đã khuất với đích thân lãnh đạo tối cao Khamenei tham dự, Ngoài ra, các quan chức Iran đã đưa ra phản đối mạnh mẽ, tuyên bố rằng họ bảo lưu mọi quyền thực hiện hành động quân sự chống lại Israel. Nhìn thấy cảnh này, có lẽ không ít người cảm thấy xót xa cho Iran, dù sao thì 18 vị tướng cấp cao được huấn luyện nhiều năm đều bị ném bom giết chết, không quốc gia nào có thể dung thứ loại chuyện này. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên đối với người Iran. 4 năm trước, cũng giữa ban ngày, gần sân bay Baghdad, thủ đô của Iraq Quân đội Mỹ theo lệnh của ông Trump đã bắn một tên lửa từ máy bay không người lái và giết chết lãnh đạo cao nhất của đơn vị tinh nhuệ Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Qasem Soleimani. Lực lượng Quds là một bộ phận chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động quân sự ngoài lãnh thổ và bí mật của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Khi đó cả nước Iran đều bàng hoàng. Thánh đường lớn ở Iran thậm chí còn dương cao một lá cờ đẫm máu. Người ta cho rằng đây là hình thức thể hiện sự căm ghét và giận dữ cao nhất của người Ba Tư. Tình trạng này ngàn năm mới xảy ra một lần, sau đó chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh và máu sẽ chảy thành sông. Tuy nhiên, sau đó, ngoài việc phóng một vài tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và cho nổ tung một số lều quân sự của Mỹ, không còn gì nữa. Họ đồng ý trả thù cho tướng Soleimani, nhưng 4 năm đã trôi qua trong chớp mắt. Vấn đề trả thù vẫn không có tiến triển gì. Nếu không phải vì vụ tấn công khủng bố của nhà nước Hồi giáo vào đầu năm nay, giết chết hơn 100 người Iran trong buổi lễ kỷ niệm 4 năm ngày Soleimani bị nhắm mục tiêu giết chết, người dân trên toàn thế giới có lẽ đã quên mất tướng Soleimani. Tuy nhiên giờ đã có rất nhiều đồng đội của ông ấy đi theo ông. Và 18 chỉ huy cố vấn cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bị sát hại ở Syria. Họ nghĩ rằng sẽ an toàn nếu gặp nhau ở khu phụ của đại sứ quán Iran. Giờ đây họ biết rằng không có nơi nào an toàn ở Syria. Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng giới chức Iran đã bị ép buộc và phải đưa ra phản ứng gay gắt bằng lời nói, chủ yếu là vì thể diện, đồng thời cũng để ngăn Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tương tự hoặc thậm chí leo thang hơn nữa các cuộc tấn công. Nhưng sự trả đũa sẽ bị hạn chế và mục đích chính là gian đe. Sau khi nhìn thấy điều này, có thể một số người sẽ cho rằng việc không trả mối thù lớn như vậy là không phù hợp với tính cách của người dân Iran. Điều gì thực sự đã xảy ra? Trên thực tế gần đây người Iran rất bận rộn. Hôm ngày 4 tháng 4, căn cứ quân sự và trụ sở an ninh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran ở thành phố Chabaha và Rask của Iran đã bị lực lượng vũ trang Baluchis của nhóm Hồi giáo dòng Sunni đồng loạt tấn công khiến 5 nhân viên an ninh thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Iran cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài thực hiện vụ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, chúng tôi cảnh báo kẻ thù và các tổ chức khủng bố trong và ngoài khu vực rằng an ninh và ổn định quốc gia là lằn danh đỏ. Bộ Quốc phòng Israel cũng cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Iran đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Trong khi đó, lực lượng không quân Israel tiếp tục ném bom các vị trí của Hezbollah. Tuy nhiên, không phải Iran không làm gì, sau vụ đánh bom đại sứ quán nước này ở Syria, mặc dù Iran không thực hiện bất kỳ hành động trả đũa quân sự nào, nhưng họ vẫn công khai kêu gọi các biện pháp hòa bình và trưng cầu dân ý để giải quyết xung đột Palestine-Israel. Trên thực tế, đây là điều mà Iran luôn ủng hộ, bởi khi đề cập đến vấn đề Palestine-Israel, Iran luôn kiên trì giải pháp một nhà nước và không chấp nhận việc chia cắt Palestine và Israel, đồng nghĩa với việc họ không chấp nhận việc công nhận Israel là một quốc gia. Sở dĩ Iran đề xuất trưng cầu dân ý là vì họ biết vùng đất đó có đông người Ả Rập sinh sống, nên trong cuộc trưng cầu dân ý giữa Palestine và Israel, Palestine có cơ hội chiến thắng cao hơn. Chỉ cần có trưng cầu dân ý thì quốc gia cuối cùng sẽ là Palestine. Tuy nhiên theo chuyên mục bình luận lão ngư, giải pháp một nhà nước cho Palestine mà Iran khẳng định hoàn toàn là viển vông, khó có thể được các cường quốc quốc tế công nhận hoặc ủng hộ trên toàn cầu. Tuy nhiên ở giai đoạn này, Iran thực sự không còn lựa chọn nào khác. Điều duy nhất họ có thể làm là để các đặc vụ như Hezbollah và lực lượng vũ trang Houthi lại ra tay quấy rối Israel. Iran biết rằng nếu như một cuộc xung đột quân sự trực tiếp nổ ra giữa mình và Israel, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Suy cho cùng, lịch sử đã chứng minh rằng những thứ được duy trì bằng bạo lực cuối cùng sẽ bị bạo lực phá hủy. Thưa quý vị, bản tin tổng hợp của dkn xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin thân ái chào tạm biệt